Trong những ngày qua tại huyện Kiên Lương, thực hiện chương trình đi chợ hộ cho bà con trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, hàng ngày có từ 40 đến 50 đơn hàng đi chợ hộ được đoàn viên thanh niên và tình nguyện viên tại thị trấn Kiên Lương mua giúp và trao tận nhà cho bà con, giúp bà con yên tâm thực hiện phòng chống dịch bệnh. Chương trình đi chợ hộ cho người dân trên địa bàn thị trấn Kiên Lương được triển khai từ ngày 19 tháng 7 năm 2021. Khi địa phương bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt từ khi siết chặt thực hiện nghiêm ai ở đâu ở yên đó, và chợ tròn thị trấn Kiên Lương, chợ công ty 10 phải tạm dừng hoạt động do có ca nhiễm, một số khu vực bị phong tỏa, thiết lập vùng cách ly y tế, nên nhiều gia đình trong các khu vực này không có điều kiện mua thực phẩm. Vì vậy, có ngày đến hơn 50 đơn hàng được đặt mua hộ, trị giá khoảng 25 triệu đồng. Các anh em trong đội nhu yếu phẩm đã nhận đơn từ người dân từ chiều hôm trước và sẽ lên đơn trong buổi tối, phân công các thành viên trong đội lên đơn thịt, cá và rau củ quả từng thành bằng từng bạn để lên đơn trong ngày mai giao cho người dân sớm nhất có thể. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân, 12 thành viên của chương trình đi chợ hộ gồm lực lượng đoàn viên thanh niên và các tình nguyện viên của đoàn quỹ thị trấn Kiên Lương phải phân công công việc cụ thể và chia theo từng nhóm nhỏ phụ trách thực hiện. Nhiệm vụ hàng ngày của tụi em là khi các bạn đã lên đơn hàng rồi sáng ngày hôm sau tụi em sẽ đi tổng hợp lại, tụi em đi mua đồ rồi về sẽ phân phát ra theo từng đơn cho từng người. Sáng là tụi em phải thức dậy sớm để đi mua đồ, rồi nhiều khi điều kiện thì thời tiết thì nó nắng mưa thất thường lắm, rồi tụi em không có thể nào mà giao được đúng giờ hay là giao sớm cho, nên mong mọi người thông cảm. Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19 tại huyện Kiên Lương đang diễn biến phức tạp, việc đi chợ hộ cho bà con sẽ được đoàn viên thanh niên tại thị trấn Kiên Lương tiếp tục thực hiện, tạo điều kiện tốt nhất cho bà con yên tâm thực hiện giãn cách, tránh đi lại không cần thiết, góp phần hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.